Kính chào mọi người, hiện tại là GoFood cùng với là chị Bình đang ở trong phòng chăm sóc giãn nhẹ ở bệnh viện Ung Bướu. Có một cái trường hợp bác sĩ từ chối điều trị và hiện tại là cho về. Nhà của chị này rất là xa, ở ngoài Gia Lâm, Hà Nội, và chị Bình đang trao đổi với gia đình đó để bàn bạc về cái việc mà đưa xe không đồng về tới Hà Nội. Chị này là chị gái của chị hả? Ừ. Yeah. Chị tên gì vậy chị? Chị đây ạ, dạ. Vũ Thị Lợi. Ủa, mình ở ngoài Hà Nội, mình được chuyển vô đây như thế nào, hay là mình yêu cầu vô trong đây rất là xa vậy chị? Thì vào đây làm ăn. Vào đây làm ăn thì làm công ty cây xanh, cũng như xưa thì là cũng cứ đi làm linh tinh, xong rồi cũng xin đỡ được vào công ty cây xanh, là bị cao vũ cách đây từ năm 18, năm 6 năm nay rồi, là xong rồi di căn sang xương, xong rồi cứ nghỉ công ty không làm được thì ở nhà đứa em gái ở nhờ đó. Rồi chị ở ngoài Hà Nội, chị vô đây chị chăm? Chị ở ngoài Hà Nội chị chăm. Còn chị này thì gốc Hà Nội nhưng mà vô trong Nam lập nghiệp, không có chồng con gì luôn? Không ạ. Rồi nằm ở bệnh viện này là bao lâu rồi chị? Cũng cứ đi về cũng nhiều lần lắm rồi. Không, ý em nói là nằm ở trong chăm sóc giảm nhẹ nè. Từ hôm thứ sáu ở trên khoa tầng 5 chuyển xuống. Từ khoa điều trị ở trên đầu 5 á thì là bệnh không cải thiện thì chuyển xuống khoa chăm sóc giảm nhẹ này. Cái tay của chị bị gì mà phải băng lại đó ha? Bó lại đó. Căn xương xong rồi cũng không làm gì đâu, chỉ lưng cái chân con nhỏ nhỏ xíu mấy tháng tuổi ấy, nên là tự nó gãy thôi. Thì không giờ bó được phải bộ. Bó. Không bó được. Người ta bỏ nếu mà bó thì nó lại gãy theo cả mảng vai xuống. Đó. Bác sĩ họ cho mình về nhà để mình chăm sóc ha. Dạ. Là họ nói này, hồi sáng này nè ha. Dạ. Người nhà ở ngoài là biết hết rồi ha. Người nhà ở ngoài đấy cũng không còn ai, có mỗi mình em thôi à. Rồi bây giờ ra ngoài Gia Lâm ngoài là về nhà chị hả? Không, ở ngoài cái đất vườn ấy, anh em họ mà cũng đang dựng cho một cái này, xong rồi nói chung là anh em đơn chiếc luôn. Cũng có anh em, nhưng có em gái ở trong đây lấy chồng ở trong đây, bây giờ tạm thời là làm cái này cho gì về đấy á. Đấy, để xong rồi lo hậu sự. Giờ em hiểu rồi. Đấy, thì nhờ anh em ở ngoài đấy á, thì họ thương ấy, thì ấy không, người ở trong đây cũng không có chỗ nào để mai táng. Nhà em gái em rể nói chung là nó cảm thấy nó cũng không được. Bây giờ mình nói chuyện như vậy đó là chị có nghe được và hiểu không, hay là đang kiểu là đang hôn mê sao? Lúc hiểu lúc thì không hiểu, lúc tội tỉnh ha. Lúc mê mà nhìn sắc mặt cũng thấy còn tốt hơn cho những cái bệnh nhân mà em gặp nha, ở phòng chăm sóc giãn nhẹ nha. Mọi người thấy chị Lợi ha, bụng bây giờ bị trương nè, rồi chân là bị phù, tay thì bị ảnh hưởng về xương nên là bó lại nè, băng lại luôn. Lúc mê lúc tỉnh. Chồng con thì không có, bây giờ cái nguyện vọng là về Hà Nội, nơi sinh ra của chị. Khổ không mọi người? Từ Hà Nội đi vô trong đây rồi tìm mưu sinh. Rồi bây giờ một cái quãng đường em thấy xa quá ha, đi xe cấp cứu thấy xa quá ha. Hiện tại là chị Bình đang liên hệ với lại bên xe không đồng để người ta hỗ trợ đi ra tới ngoài Gia Lâm, Hà Nội mọi người. Cái khoản tiền mà mình liên hệ được là khoảng trên dưới là 20 triệu. Nếu mà không có xe không đồng là họ chở mình là trên dưới 20 triệu. 19 triệu. 24 triệu, nhưng mà cái tài xế người ta thương, người ta cho 5 triệu thì còn 19 triệu. Chị đợi xí ha, chị này chỉ liên hệ rồi có gì sẽ báo cho gia đình nha.
xa, khoảng một tiếng đồng hồ nó xe tới. Vậy là có xe luôn rồi. Có xe luôn ạ? À? Có xe, một tiếng đồng hồ nó xe tới. Nhưng mà chưa xác nhận được kịp. Sao bây giờ không nhận nhé? Dạ. Sao bây giờ không nhận nhé? Thì bác sĩ bảo ngày mai mới cho xuất viện. Hồi nãy em cũng có hỏi chị Bình đó, thì cái chuyến xe rất là dài, thì cũng có những cái khoản ăn uống rồi, hoặc là mình cũng cà phê cà pháo rồi cho tài xế rồi đó, để cho cái cuộc hành trình nó thuận lợi á. Thì em xin phép là em thay mặt cho Mạnh Thường Quân ở trên kênh của em gửi tặng đến cho chị lại là 4 triệu đồng, nhờ chị giữ hộ ha, là có gì thì có tiền để mà những cái khoản để mà sử dụng nha chị. Dạ, em gửi chị 4 triệu ha. Dạ, em xin cảm ơn. Dạ, em gửi 4 triệu. Dạ. Với lại có cái chị này ở Phú Nhuận, chị đi chung với chị Bình đó. Nó dạ. Thì cũng có món quà gửi cho chị lại luôn. Dạ. Có ở bên Tràng Đinh đó, gửi em xin chạy cho chị 100 đô. Dạ, vâng, em cảm ơn ạ. Dạ. Dễ thương không, nghe cái khóc. Hồi từ nãy mình tưởng là chị này chị không nghe, với là chị không biết, chị biết hết. Thôi, chị về chị nghỉ ngơi ha. Khi nào khỏe thì vô lại nha. Ôi xin lỗi, em xin lỗi. Dạ. Em thấy chị khóc, em cũng nói nhầm. Khỏe, về nghỉ ngơi nha. Đang sử dụng bình oxy. Đừng có tháo cái dây cái ra, tháo ra mệt. Vậy là không phải là ngày mai mà là hôm nay luôn. Mình chút xíu nữa đầu chắc đầu giờ chiều có thể là mình xin giấy rồi mình về đó. Về quê nhà nó nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Năm nay chị lại nhiêu tuổi rồi chị? 45 tuổi. Sinh năm 78 hả? 78. 45 tuổi, 78. Anh lớn hơn em 10 tuổi, em 88. Được mấy anh em rồi chị? Được 4 anh chị em. Chị mình vẫn liên hệ với xe đúng không chị? Vẫn hành trình bình thường ha. Có, chị có làm giấy tờ gì không? Giấy tờ làm mau không? Bác sĩ người ta từ sáng. Nhưng mà giờ này thì đâu có làm được hả? Giờ cũng chưa làm việc nè. Nhưng mà ổn mà đúng không? Còn khỏe, khỏe mà. Ăn uống gì chưa? Ăn cháo rồi. Chị cũng liên hệ được với người nhà rồi ha. Với lại cũng liên hệ với lại ở bệnh viện rồi. Thì chiều nay là làm giấy tờ dạ. Xuất viện chiều nay ha. Dạ, dạ, dạ. Thôi em cũng xin phép chị. Với lại anh cứ qua đây. Em xin phép em về ha. Với lại cũng chào cho chị lại luôn nha. Dạ. Dạ. Gia đình em xin dạ. Cảm ơn. Dạ. Khi nào về tới Hà Nội đó, gọi điện cho chị Bình một tiếng ha chị. Dạ, dạ. Thôi em về nha. Em về. Dạ. Em về ha chị lại. Em về ha. Cho em nắm tay chị một cái nha. Đây. Dạ. Dạ. Tay cái rồi. Thôi em về nha. Còn những phút cuối trong video ngày hôm nay đó thì, chúng ta sẽ gặp lại hai anh em của Dũng với lại Triết, đặc biệt là Triết sau khi mà phẫu thuật và cũng như là tới thời điểm này là vô trong bệnh viện. Hôm nay thấy tinh thần sao em trai? Hả? Bình thường à? Cái vết thương còn đau không em?
Ở đây em vén cái quần lên cho anh coi. Khi nào mới tháo băng được Dũng? Dạ, mai mới lên bệnh viện hỏi bác sĩ giờ tháo băng với lại cắt chỉ được chưa. Tại cũng được 2 tuần rồi. Lần trước là bác sĩ hẹn là ngày mai là vô lại bệnh viện để mà xem là cái vết thương thôi. Chứ ngoài ra là... chứ chưa nói về cái việc mà vô thuốc hay là... Dạ. Như thế nào điều trị, hướng điều trị sắp tới là như thế nào ha? Dạ. Vậy là chắc là cũng không có ở bệnh viện lâu đâu. Có thể là mơi được về nữa. Dạ. Rồi đi ra ngoài quê đó, về quê đó thì cái vết thương này là ở nhà vệ sinh hay là mình phải nhờ ở bên trạm y tế người ta vệ sinh cho vậy Dũng? Dạ, em có qua trạm y tế bệnh viện huyện. Rồi mỗi khi mà mở cái vết thương lên đó, dạ, mở cái băng lên đó thì thấy cái vết thương như thế nào? Dạ, bác sĩ y tá trong đó nói là vết thương khô. Từ vệ sinh mình mua thuốc mình về nhà mình lau rửa cũng được. Rồi tới giờ là em rửa hay là vẫn họ vẫn rửa cho mình? Dạ, em rửa. À, một dạ, ngày rửa một lần vào buổi sáng? Dạ, sáng đến tối. Là như giờ là em đã rửa chưa? Dạ, tí nữa em vô phòng. Rồi họ có đưa thuốc cho mình về mình uống không Dũng? Dạ, bữa là bệnh viện trên Sài Gòn đây có đưa thuốc cho mình uống. Giờ uống hết rồi, giờ phải vô lại. Nó có bị ê không? Bị ê hay là nhức gì ngay chỗ cái vết thương của em không Triết? Nhưng mà cũng không có ảnh hưởng nhiều đúng không? Có nghĩa là mình ngủ vẫn được đúng không em? Hôm nay ba không có đi theo cùng hả em? Dạ không. Ba ở nhà. Ừ? Ba ở nhà. Ở ngoài xóm của mình á, ở ngoài chỗ ở của mình á, họ có xem những cái video mà anh đăng không? Dạ, có mấy cô trong xóm cũng quay video được. Có nghĩa là mình không có cho họ xem nhưng mà tự động là họ xem được hả? Thế là có nói bữa nói cho chị đùa nhà, có mấy cô gần nhà cũng xem được, lúc video cũng thấy. Thì công việc của em là mấy tuần qua như thế nào? Vẫn ở nhà chăm em hay là khi mà đưa em về nhà thì ba mẹ chăm rồi em đi làm? Giờ em cũng về nhà em cũng đi làm. Em thuê. Em hình như là không có cái nghề phải không? Đi làm thuê hả? Dạ em đi phụ hồ, đi làm vườn này kia. Dạ em cũng chưa biết nữa anh. Bữa giờ cũng chưa cho tập đi nè. Đi nạn là cũng dễ đi á, nhưng mà giai đoạn đầu cũng phải tập. Phải tập. Mình từ trước tới giờ là mình đi đứng như vậy là hai chân, còn bây giờ mình đã phẫu thuật rồi thì bây giờ cái việc đi nạn đó mình phải tập, nhưng mà từ từ nó cũng quen. Vô đây rồi nhớ bạn, nhớ nhà hay sao mà thấy buồn hoài vậy? Cảm ơn của bạn đâu nhớ. Trước khi mà bị bệnh là cũng không có bạn hả? Có mấy trong nhà. Hả? Có mấy cháu đồ này kia. Mấy cháu. Ở ngoài quê của mình là mấy bạn mà cỡ tuổi Triết là nhiều chứ? Có mấy đứa. Sao vậy? Ý là em chưa phát bệnh thì tất nhiên em cũng phải có bạn chứ. Còn đi chơi với anh em cũng có bạn. Cỡ tuổi nó là không có hả Dũng? Lứa tụi nó là không có, còn nhỏ nhỏ hơn cháu như mấy nhỏ. Có nghĩa là cái lứa của cái bạn này thì lại ít. Dạ. Lứa cả em hoặc là nhỏ hơn Triết là có. Dạ. Anh nghe anh tưởng là ủa sao mà tưởng là biết bệnh rồi không ai chơi hay sao, hay nhà là nói tới bạn thì không có bạn thì... Nói tới bạn là không có bạn. Vậy là ở nhà là phụ ba mẹ vậy thôi à? Dạ. Toàn đi chơi với anh không? Không có ai đi chơi với em á. Nghe nói à.
Em nói cho anh nghe coi, em là có được bao nhiêu người bạn ở xóm mình? Không bạn. Không có luôn hả? Thiệt luôn hả? Dạ. Rồi đi chơi với lại là mấy anh lớn lớn hơn mình chút xíu thôi. Dạ. Chứ ngang tuổi em là không có luôn. Vẫn có nhưng mà không chơi với mình. Lý do em có biết lý do như thế nào không? Không. Tại vì mình đâu có đi chơi với người ta đâu. Là thích ở nhà thôi, không thích đi chơi. Mình thích đi làm. Nhưng mà ở lứa tuổi của em á, là hoặc là những năm trước đó là em cũng đâu có cần phải lao động nhiều đâu, tại vì mình cái tuổi chưa tới lao động mà. Trước thì toàn đi chơi với mấy anh trong xóm, với lại mấy em trong xóm nhỏ hơn mình 2-3 tuổi gì đó. Còn giờ thì hết. Em học tới lớp mấy rồi nghỉ? Lớp mẫu giáo lớn. Sắp lên lớp 1 rồi. À, tới lúc đó là bổ luôn. Là ba kêu nghỉ hay là em tự nghỉ? Em nghỉ. Thôi cũng tối rồi, thì cũng không có làm phiền hai anh em, để hai anh em còn ăn uống rồi còn nghỉ ngơi ha. Hôm nay thì anh cũng theo yêu cầu của một số cô chú anh chị, những người xem ở trên kênh, cập nhật cái thông tin về tình hình của Triết sau khi mà phẫu thuật. Thì hôm nay là cái thông tin mới nhất cho mọi người, tình hình của em này thì nói chung là ổn, và ngày mai đó thì vô trong bệnh viện để bác sĩ họ xem là cái vết thương và cũng như là có cái phác đồ mới cho Triết, thì có thể là sẽ vô thuốc cho Triết vào những ngày gần nhất ha. Thì cũng động viên tinh thần cho em trai của em nha Dũng. Dạ. Ừ. Dạ, em cũng cảm ơn cô chú các mạnh thường quân đã quan tâm cho em trai. Em xin chân thành cảm ơn. Không biết nói gì ha. À. Trường hợp hai em trai này người đồng bào ha mọi người, ở trên Nha Trang thì mới phát hiện bị bệnh ung thư xương nè, rồi bác sĩ nói là phẫu thuật cái chân, phẫu thuật liền tại cái chân nó càng ngày càng to mà không có tiền phẫu thuật, chỉ có 2 triệu đồng thôi. Thì so với cái khoản tiền phẫu thuật là cao. Thì tính đưa em này về quê rồi, nhưng mà mình biết được cái trường hợp này mình có chia sẻ ở trên kênh của Food đó. Mạnh Thường Quân có hỗ trợ đến cho em này và cũng phẫu thuật xong rồi. Thì còn những cái khoản mà hỗ trợ đó mình nghĩ là sẽ để mà đóng tiền viện phí cho cái kỳ sau để mà vô thuốc gì đó. Thì nói chung là cái thời điểm này cũng tạm ổn đến cho em Triết, cho hai anh em. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm tới trường hợp của Tiết. Cảm ơn cô chú anh chị nha. Ở cái lứa tuổi này thì nhiều khi nó có những cái suy nghĩ hoặc là cái tính cách đó, nó hơi thay đổi. Cô chú anh chị thông cảm cho em Triết. Một lần nữa thì cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.